Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với Hà Nội Computer. Và như các bạn đã biết thì từ trước tới nay dòng card đồ họa Quadro nó được sinh ra để làm việc. Nhưng mà khi các bạn sử dụng nó để chơi game thì sao? Và trong thời buổi giá VGA tăng hiện nay thì liệu nó có thể so sánh được với cả dòng card GTX hay không? Thì trong video này chúng ta sẽ cùng đi tìm câu trả lời nhé. Đến với bài thử nghiệm hôm nay thì chúng ta sẽ đi qua phân khúc phổ thông đầu tiên với cả Quadro P600 và đối thủ được đưa ra ở bên phía GeForce đấy chính là GT1030 và GTX1050. Khi đem so sánh về thông số kỹ thuật thì đây không phải là thế mạnh của Quadro, bởi vì thông số kỹ thuật của Quadro nó khá là khiêm tốn so với cả GTX. Ví dụ như khi so sánh về lượng nhân CUDA thì P600 nó chỉ có 384 nhân tương đương với cả GT1030 và thua khá xa với cả GTX1050 với 640 nhân CUDA. Rồi băng thông RAM, memory bandwidth nó cũng thấp hơn cả GTX1050. Vậy bên trong Quadro nó có cái gì mà nó lại đắt và mạnh đến như vậy? Thì đấy chính là do Nvidia họ đã tích hợp vào bên trong nó một loạt thuật toán cao cấp liên quan tới những tính toán về những phép tính về kết cấu hay là những phép tính phức tạp về sức bền vật liệu, rồi là khả năng khử răng cưa các kiểu nữa. Nói chung nó sẽ là một con quái vật khi các bạn sử dụng những phần mềm như là AutoCAD, SketchUp, Revit, CATIA, Siemens vân vân và mấy mây. Nhưng để render các kiểu thì nó vẫn thua GTX nếu như xét trong cùng một tầm giá. Ngoài ra, mục đích chính của nó được sinh ra đấy chính là để làm việc chuyên nghiệp, nên Quadro sẽ chú trọng thêm vào những tính năng về kết nối. Khi mà một chiếc card nhỏ như thế này nó lại có tới 4 cổng DisplayPort có khả năng xuất ra 4 màn hình độ phân giải 5K và tần số quét là 60Hz, điều mà những chiếc GTX rất khó để có thể làm được, ngay cả như chiếc GTX 1080 Ti cũng không thể nào mà làm được. Và ngoài ra, với 4 cổng như thế này, chúng ta có thể xuất ra những màn hình có độ sâu màu là 10 bit như là BenQ SVK320, điều mà kể cả chiếc GTX Titan cũng phải bó tay. Nói đi thì cũng phải nói lại là trong cùng một tầm giá với cả Quadro P600 thì GTX 1050 cho chúng ta sức mạnh xử lý phần cứng mạnh hơn khá là nhiều, và như mình đã so sánh ở trên thì nó sẽ rất phù hợp khi các bạn chơi game. Còn khi mà các bạn xuất ra những màn hình có độ sâu màu 10 bit hay là xuất ra 4 màn hình cùng một lúc thì chắc chắn sẽ là Quadro hơn rồi. Ngoài ra, với những sản phẩm dành cho gaming thì lúc nào nó cũng sẽ có thiết kế đẹp hơn so với cả Quadro, thì đây là một điều khỏi bàn rồi. Vậy tại sao lại có video này? Thì mình làm ra video này để giải đáp cho các bạn một câu hỏi muôn thuở, đấy chính là Quadro thì có thể chơi game được không? Và Quadro thì sẽ chơi game như thế nào? Và khi so sánh với GTX thì nó sẽ ra sao? Và trong thời buổi mà cả GTX lên giá hiện tại thì việc lựa chọn Quadro thì có phải là một sự lựa chọn thông minh hay không? Thì mình sẽ thử nghiệm nó qua với một cấu hình tầm trung là vi xử lý Xeon E3-1230V6, cùng với đó là 16GB ECC và một số phần cứng khác nữa. Đầu tiên mình sẽ test đấy chính là tựa game hot nhất hiện nay PUBG, thì nó vẫn có thể đáp ứng được ở mức medium setting nếu như các bạn có thể chịu được FPS luôn ở mức là 3x, và nó mạnh hơn một chút khi so với cả GT1030 nhưng mà vẫn yếu hơn tương đối nhiều khi so với cả GTX1050. Nếu như các bạn muốn có một trải nghiệm mượt mà hơn thì có thể kéo setting về low hoặc là very low. Trong quá trình trải nghiệm của mình thì mình nhận thấy một điều đấy chính là với Quadro P600 thì FPS của nó khá là ổn định, nó không bị xê dịch quá nhiều trong quá trình chơi. Sau đó thì mình cũng đã test cho các bạn là Dota 2, kết quả cũng sẽ tương tự như là của PUBG. Mức FPS của các bạn sẽ là luôn ở mức gần 60, nhưng mà setting ở đây là 2 setting nhá. Với những tựa game MOBA mà được như thế này là đã quá ngon rồi. Tiếp đến với một tựa game offline nặng thì chính là Rise of Tomb Raider. Mình để thiết lập của nó ở mức là medium thì FPS trung bình vẫn có thể đạt được ở mức là 34, vừa đủ và cũng không quá là khó chịu. Đương nhiên là nó sẽ mạnh hơn một chút so với cả GT1030 nhưng vẫn yếu hơn tương đối khi so với cả GTX1050. Còn Liên Minh Huyền Thoại thì nó khá là nhẹ nhàng, thế nên là mình sẽ không nói đến ở đây. Với tựa game đang làm mưa làm gió hiện tại về độ nặng đấy chính là Final Fantasy 15 thì mình đã cho nó chạy thử benchmark và kết quả cho ra là nó có thể chạy tốt ở độ phân giải HD. Các bạn hoàn toàn có thể chơi nó một cách gọi là chống cháy. Còn kiểu như các bạn muốn tận hưởng hết sức đẹp và độ long lanh của tựa game này thì mình nghĩ là các bạn nên bán thận và mua GTX1080 Ti. Vậy tổng kết lại việc lựa chọn Quadro P600 để chơi game thì đây có phải là một sự lựa chọn tốt hay không? Thì mình chắc chắn luôn một điều đấy chính là không. Với mức giá của nó là đã xem với cả GTX1050 rồi, nhưng mà hiệu năng chơi game của nó chỉ hơn với cả GT1030 một chút mà thôi. Và khi so với cả GTX1050 thì chắc chắn là nó sẽ thua khá là xa. Nhưng mà khi xét ở một khía cạnh khác đấy chính là các bạn sẽ sử dụng phần lớn thời gian để làm việc. Những phần mềm các bạn sử dụng như là CAD, CAE và các bạn chỉ sử dụng một phần ít thời gian để chơi game. Và thì lúc này Quadro P600 sẽ là một sự lựa chọn không hề tồi một chút nào. Và đây sẽ là một sự lựa chọn rất tốt.
Và xét về mảng làm việc như trong thử nghiệm SpecView Pack 12 thì kể cả với GTX 1070 thì nó cũng gặp một chút gọi là khó khăn, nhưng với P600 thì nó lại có thể hoàn thành một cách khá là mượt mà. Và ở trong video sau mình sẽ có một thử nghiệm như thế này nữa, nhưng với một mẫu Quadro khác, đấy chính là Quadro P2000, một mẫu Quadro được mình đánh giá khá là cao khi nó sử dụng nhân của GTX 1060, nhưng mà mức giá của nó lại xem với cả GTX 1060, và nó hứa hẹn sẽ cho một hiệu năng khá là bất ngờ. Các bạn nhớ đón xem nhé.